Hôm nay trong bản tin tổng hợp ngày 30 tháng 8 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Blogger nhà báo độc lập chưa duy nhất được gặp luật sư. Tòa triệu tập phụ huynh có con được nâng điểm tại Sơn La. 10 ngành nghề Campuchia cấm người ngoại quốc làm tại đất nước họ. Trong phần lịch sử chúng tôi có bài liên quan đến thành phố Đà Nẵng, nơi được chính phủ Hà Nội cho là thành phố đáng sống nhất Việt Nam sau năm 2030. Có thật hay không? Và ngoài những mẩu tin đáng chú ý vừa nêu, chương trình chúng tôi còn có những thông tin và thời sự đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Trần Như xin kính chào quý khán thính giả, thưa quý vị, blogger cũng như là nhà báo độc lập trường duy nhất được gặp luật sư Ngô Anh Tuấn tại trại giam vào ngày 28 tháng 8. Chính luật sư đã thông báo tin vừa nêu trên tài khoản Facebook cá nhân sau cuộc làm việc với blogger trường duy nhất tại trại T16 của Bộ Công an tại Hà Nội. Vào chiều tối ngày 29 tháng 8, thì luật sư Ngô Anh Tuấn đã xác nhận về cuộc gặp này và cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau. Ngày 26 tháng 8 ấy, thì chúng tôi vào gặp thì cơ quan được bên trại giam qua ban giám thị trại giam là người ta không cho gặp, bởi vì họ nói là theo yêu cầu của bên cơ quan điều tra thì phải có mặt được điều tra viên thì mới gặp mới được gặp. Mặc dù là vụ án này đã kết thúc điều tra rồi thì tôi không đồng ý và tôi đấu tranh lâu, thì sau đó thì họ mới gọi lại cơ quan điều tra, thì họ hẹn tôi vào ngày 28 nên có cách 2 ngày sau ấy, thì do là không còn cái cách nào khác nữa, nên là dù là đó là yêu cầu trái luật nhưng mà tôi cũng phải chấp nhận. Nên là để gặp được thân chủ của tôi thì tôi phải chấp nhận là họ đang vi phạm luật. Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết sức khỏe ông Nhất ổn định, tinh thần tốt, không bị ép cung, nhục hình hay bị đánh đập gì cả. Tuy nhiên, trại không cho phép gia đình ông gửi đồ ăn. Luật sư Tuấn nói tiếp. Tại cái trại giam này vì từ đầu đến bây giờ ông không được nhận thức ăn từ phía bên gia đình gửi, mà chỉ có là của trại thôi, hoặc là gia đình gửi tiền thì có thể mua thêm gì thì mua, nhưng mà nhận từ thức ăn của gia đình thì không được. Và theo như điều tra viên trực tiếp ngồi đó thì họ có nói rằng là ông là người đặc biệt, cho nên là họ sợ rằng là có độc, có thể là có cái độc hại này kia từ bên ngoài nó không kiểm tra được, cho nên là họ đảm bảo an toàn cho ông. Nhưng mà giải thích đó thì không được ông Nhất đồng ý. Blogger Trương Duy Nhất sinh năm 1964, nổi tiếng với trang blog Một Góc Nhìn Khác, đã cộng tác viết blog với Đài Á Châu Tự Do từ năm 2015 sau khi ông ra tù. Ông từng bị tuyên án 2 năm tù vào năm 2014 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Ông bị bắt cóc khi đang ở Bangkok, Thái Lan hồi tháng 1 năm 2019. Đến ngày 20 tháng 3, gia đình blogger cho biết công an xác nhận blogger đang bị giam giữ ở Hà Nội. Trước đó, ông Trương Duy Nhất bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với vợ mình là bà Cao Thị Xuân Phượng hôm 23 tháng 7 vừa qua, blogger cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố can tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Lý do được blogger cho biết là vì phía cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau khi cơ quan chức năng Việt Nam bắt ông Trương Duy Nhất lần mới nhất, thì luật sư Trần Vũ Hải là người tiếp tục được gia đình mời làm đại diện pháp lý. Tuy nhiên thì đến ngày 7 tháng 7 vừa qua thì Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố luật sư Trần Vũ Hải về tội trốn thuế và kết luận là không đủ điều kiện để bào chữa cho ông Trương Duy Nhất. Người nhà của hai tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Trung Tôn đồng loạt lên tiếng về tình trạng sức khỏe của người thân của họ trong chuyến thăm gần đây nhất. Chiều ngày 29 tháng 8, thì bà Bùi Thị Rề và ông Nguyễn Văn Túc, người đang thụ án 13 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước tại trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An, kể lại cuộc thăm gặp chồng mình một ngày trước đó. Anh nói toàn là để cho chị em đi nghe, để chị em thì chị em sẽ về nói với mọi người đi. Anh ấy bảo bây giờ nếu mà trại giam mà không chuyển cái người tù hình sự cùng với anh ấy đi, mà anh ấy xảy ra cái gì ở trong trại là trại giam tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chứ cái thằng hình sự nó láo tét lắm, nó định nó đấm anh ấy, thế rồi là nó chửi anh ấy, nó hành xử với anh ấy khó nạn lắm. Tôi nghĩ rằng là bọn công an nó giục cái thằng này để đối đãi với anh ấy như thế đi, chứ không phải nó cũng không làm thế đâu. Cũng theo bà Rề, bệnh tim của ông Túc đang chuyển biến nặng,
Trước đó, ông lên cơn đau tim và ngất xỉu vài tiếng đồng hồ trong buồng giam, nhưng không được điều trị đến nơi đến chốn. Bà Bùi Thị Rê cho biết thêm cuộc gặp lần này bị rút ngắn với lý do ông Nguyễn Văn Túc không chịu nhận tội và trại giam đánh giá hạnh kiểm xấu. Phóng viên Đài Cho Tự Do gọi cho các số điện thoại của trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An được công khai trên Internet để hỏi về vụ việc, nhưng không kết nối được. Cũng tin có liên quan, bà Nguyễn Thị Lành, vợ mục sư Nguyễn Trung Tôn thuộc Hội Anh Em Dân Chủ kêu cứu về tình trạng sức khỏe của chồng mình đang ngày một yếu đi do những lần bị đánh trước khi bị bắt giam. Bà Lành nói qua điện thoại tối ngày 29 tháng 8 với Đài Á Châu Tự Do. Gặp thì vẫn được gặp, nhưng mà tình trạng bệnh tật nó cũng xấu đi, mà yếu. Mà nói chung bị cái trận đánh của bệnh an ninh thì nói chung là anh nổ huyết thì không được điều trị, thì bắt đi tù ấy, rồi giờ cái bệnh đi tiểu thì rất nhiều. Tiểu đêm tới 10 lần một đêm, mà ý nguyện của anh cũng là không muốn ở trong tù nữa. Về tình trạng như thế này, các cái trường hợp đi khám thì đơn biết rồi đề nghị thì không được đi khám. Chúng tôi cũng chưa liên lạc được với cán bộ trại giam Gia Trung, Gia Lai để xác minh về vụ việc. Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị tuyên án 12 năm tù giam hồi năm 2018 trong vụ án mà chính quyền gọi là Nguyễn Văn Đài và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Vào năm 2011, thì mục sư Nguyễn Trung Tôn từng bị tòa tại Nghệ An kết án 2 năm tù và 2 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Ông đang phải thụ án tại trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai cùng với hai tù nhân lương tâm khác là anh Nguyễn Văn Oai và bà Trần Thị Nga. Thưa quý vị, hôm 23 tháng 8 năm 2019, thì bà Dương Thị Lanh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 8 năm tù giam với cáo buộc phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh xác định từ tháng 6 năm 2017, bà Dương Thị Lanh đã lập và sử dụng 21 trang Facebook có tên gọi và tài khoản sử dụng khác nhau. Có 13 tài khoản được bà Lanh dùng để đăng tải phát tán tổng cộng 380 tài liệu, bị cho là mang nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Báo Mạng Đắk Nông còn cho rằng bà Lanh lợi dụng một số vụ việc, vấn đề xã hội xảy ra trong nước để xuyên tạc, bịa đặt nhằm gieo rắc sự nghi ngờ của cư dân trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Trường Sơn, người tổ chức chiến dịch cho ân xá quốc tế ở hai nước Campuchia và Việt Nam lên tiếng với phóng viên Đài Á Châu Tự Do sau khi nhận được thông tin về phiên tòa như sau. Bản án hà khắc mà bà Dương Thị Lanh nhận được không gì hơn ngoài dấu, chỉ cho thấy sự độc đoán của chế độ. Điều này cho thấy bất cứ ai ở Việt Nam cũng có thể trở thành tội nhân chỉ vì bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa trên mạng xã hội. Chúng tôi lên án chính quyền tỉnh Đắk Nông và kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho bà Dương Thị Lanh ngay lập tức và vô điều kiện. Bà Dương Thị Lanh sinh năm 1982 là một trong những Facebooker bị bắt giam trong đợt bố ráp trước Tết Nguyên Đán 2019. Trong đoạn livestream cuối cùng trên tài khoản SG Ngọc Lan vào ngày 27 tháng 1 năm 2019, bà Lanh cho hay bản thân có tham dự cuộc biểu tình chống dự thảo luật đặc khu và luật an ninh mạng vào tháng 6 năm 2018 và bị bắt giữ cùng với 10 người khác hôm 11 tháng 6 năm 2018 khi đang ngồi ở công viên tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Một trung tá cảnh sát ở tỉnh Phú Yên bị khởi tố theo khoản 2 điều 375 Bộ luật hình sự năm 2015 do tự ý viết thêm nhiều nội dung trong biên bản hỏi cung nhằm cáo buộc tội đối với bị can. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với trung tá Nguyễn Việt Cường, 43 tuổi, cựu điều tra viên thuộc Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, do tự ý viết thêm nội dung vào biên bản hỏi cung một vụ án hình sự liên quan vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy hồi tháng 7 năm 2012. Trung tá Nguyễn Việt Cường tại thời điểm đó được giao trách nhiệm thụ lý điều tra vụ án vừa nêu trong vai trò là đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố Tuy Hòa. Ông Nguyễn Việt Cường đã bị đình chỉ chức trưởng Công an phường Phú Thạnh thành phố Tuy Hòa và bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra trước khi nhận được quyết định khởi tố của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã ra quyết định mở phiên xử sơ thẩm 8 bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ gian lận điểm thi Trung học Phổ thông 2018 tại Sơn La vào ngày 16 tháng 9. Truyền thông trong nước hôm 29 tháng 8 loan tin cho biết như vừa nêu.
Theo đó, 8 bị cáo gồm Trần Xuân Yến, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng Nga, trưởng phòng, phó phòng và chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Đặng Hữu Thủy, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, Cầm Thị Buôn Sọn, phó phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La và hai nguyên cán bộ công an tỉnh Sơn La là Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn. Những bị cáo này bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong vụ gian lận điểm thi Trung học phổ thông 2018 tại Sơn La. Ngoài ra, tòa án tỉnh Sơn La cũng triệu tập 47 người liên quan, gồm phụ huynh có con em được nâng điểm và 43 người làm chứng đến tòa để làm rõ những lời khai của các bị cáo trong vụ việc. Theo cáo trạng, tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, 8 bị can nêu trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cùng cấu kết thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm để sửa và nâng điểm cho 44 thí sinh. Phụ huynh của 44 thí sinh trong danh sách được nâng điểm, nhiều phụ huynh là đảng viên và đang giữ vị trí lãnh đạo như Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La cùng một số cán bộ khác. Bộ Lao động và Dạy nghề của Campuchia vừa ký một chỉ thị hôm 28 tháng 8 quy định người lao động nhập cư nước này không được phép tham gia 10 lĩnh vực ngành nghề. Mục tiêu nhằm bảo vệ công việc của người bản xứ, tờ Phnom Penh Post loan tin trong cùng ngày. Được biết, những lĩnh vực bị cấm số 1 của quy định mới được ký bởi ông Issam Heng, Bộ trưởng Bộ Lao động và Dạy nghề Campuchia, nói rõ là cấm người ngoại quốc lái tất cả các phương tiện giao thông có mục đích kinh tế, bao gồm xe hai bánh, ba bánh, xe ô tô và xe tải. Theo quy định mới, người nước ngoài không được phép buôn bán hàng hóa ở nơi công cộng, dù là đi bộ hoặc dùng bất kỳ loại phương tiện giao thông nào. Các lĩnh vực khác được nói bao gồm cắt tóc, trang điểm, massage, cơ khí, may mặc, đánh giày, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Khmer, sản xuất nhạc cụ Khmer, sản xuất tô chén cho các nhà sư và tượng Phật, nghề kim hoàn và đá quý. Bộ Lao động và Dạy nghề của Campuchia sẽ không cung cấp hoặc gia hạn giấy phép việc làm hoặc thẻ làm việc cho người nước ngoài đối với các nghề được liệt kê như trên. Điều luật mới của Campuchia nêu rõ, bất kỳ ai vi phạm sẽ phải đóng phạt và bị trừng phạt theo luật lao động và những điều luật hiện hữu của nước này. Phát ngôn nhân của Bộ Lao động và Dạy nghề Campuchia nói, quy định mới sẽ giúp bảo vệ người Campuchia có việc làm và tạo ra nhiều cơ hội hơn ở những khu vực mà người nước ngoài đang chiếm lĩnh. Phát ngôn nhân Bộ Lao động và Dạy nghề Campuchia nói, luật mới về lao động của Campuchia không vi phạm thỏa thuận WTO, luật của Tổ chức Lao động Thế giới, cũng như không cản trở nhân quyền. Phó Giám đốc Tổ chức Công đoàn Phong trào Công nhân Campuchia cho biết, những người Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ tại Campuchia sẽ bị cấm những nghề lao động như trong điều luật, chẳng hạn như việc buôn bán hàng rong. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị hôm 29 tháng 1 cho biết, hiện có khoảng 110.000 người Việt Nam đang sống ở Campuchia. Truyền thông Campuchia vào ngày 20 tháng 8 vừa qua loan tin dẫn phát biểu của ông Cham Tang Vun, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hợp tác Quốc tế Thông tin và Truyền thông xứ Chùa Tháp rằng yêu cầu của Hà Nội đối với Phnom Penh về việc cấp quốc tịch cho cư dân Việt tại các tỉnh Kati Mondukiri, Rantanakiri và Stung Treng bị Campuchia bác bỏ. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên kênh YouTube RFV Tiếng Việt. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu các chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng được xem là thành phố lớn nhất miền Trung Việt Nam, có vị thế nằm trên trục đường giao lưu quốc tế từ Ấn Độ xuyên Thái Bình Dương, được chính phủ Hà Nội quy hoạch đến sau năm 2030 sẽ trở thành một thành phố đáng sống nhất tại Việt Nam. Thế nhưng người dân Đà Nẵng nói gì về quá trình phát triển của thành phố mơ ước này? Chúng tôi có bài ghi nhận ý kiến của một số người dân và chuyên gia. Mời quý vị cùng theo dõi và chia sẻ sau đây. Đà Nẵng, một địa danh với diện tích sấp xỉ 1.300 cây số vuông, bao gồm đất liền và vùng quần đảo ở Biển Đông, được chính phủ Hà Nội vào năm 2011 đề ra quy hoạch phát triển trở thành thành phố đáng sống nhất Việt Nam, tính từ mốc thời gian sau năm 2030 trở đi. Đài RFA ghi nhận không ít ý kiến cho rằng chính phủ chọn Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất của đất nước hình chữ S cũng phải lẽ, bởi vì đó là một thành phố gắn liền với lịch sử Việt Nam và có nhiều lợi thế về du lịch, kinh tế, kể cả lĩnh vực ban giao quốc tế trong thương mại, chính trị và quốc phòng, v.v. Đà Nẵng có dân số khoảng 1 triệu người hồi năm 2011 và đa số cư dân ở thành phố này tự hào chia sẻ rằng thành phố của họ rất đẹp,
với nhiều phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ, biển cả mênh mông, và thiên nhiên còn ưu đãi cho người dân Đà Nẵng hiền hòa, được hưởng cuộc sống với nhiều ngành nghề, nông lâm, ngư nghiệp. Đà Nẵng còn là thành phố đất lành chim đậu của đông đảo người dân nhập cư ở khu vực miền Trung, khi thành phố này là điểm đến thu hút khách du lịch hàng đầu tại Việt Nam, tạo ra nhiều công ăn việc làm trong lĩnh vực dịch vụ. Theo thống kê của Sở Du lịch thành phố, trong năm 2018, Đà Nẵng đón hơn 7,66 triệu du khách, đạt 102,5% kế hoạch và thu về hơn 24.000 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm 2017. Thế nhưng song song với sự phát triển để trở thành thành phố đáng sống nhất Việt Nam, cư dân Đà Nẵng đang đối mặt với những vấn đề dường như là nan giải của quá trình đô thị hóa lẫn sự tấp nập ồn ào của du khách đến từ mọi nơi. Họ tới bất kỳ điểm đâu họ luôn vỗ vai và sân hùng đã, tôi là người Trung Quốc, họ ăn to nó lớn, họ xúc phạm những cái người xung quanh, những cái người địa phương, và họ dùng lời lẽ rất là bất lịch sự. Đó, hiện tượng hiện nay là đang rất phổ biến. Những hình ảnh như Đà Nẵng ngập chìm trong biển nước sau mưa, tình trạng ô nhiễm môi trường biển ngày càng bị báo động do nước thải của các nhà máy hay do dầu của các tàu thuyền đánh bắt, thậm chí do chính rác thải của du khách. Hay gần đây nhất là chuyện bãi rác Khánh Sơn quá tải hàng thập niên, nhưng chính quyền Đà Nẵng không thể giải quyết được. Và tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong thành phố vừa diễn ra đầu tháng 8 năm 2019, khiến nhiều người suy nghĩ thành phố Đà Nẵng đang phát triển đúng theo mục đích ban đầu mà chính phủ mong muốn là thành phố đáng sống nhất Việt Nam hay không. Nước thì nước mặn, một phần thì cỡ nắng quá đi cái coi như trọng gì rồi, cái cỡ như mới nửa năm đi thôi. Ba ơi, mà từ thân thơ cho tới để thấy thân xá ra mình này đây, ở thân bã mình này đây. Chứ còn từ đây về xa thì ta không biết. Nam đi chúa dễ sợ, hoặc nam đi trẻ không có cái gì bố. Truyền thông quốc nội trong những ngày tháng 8 loan tin cuộc sống của người dân Đà Nẵng bị đảo lộn vì thiếu nước sạch. Tình trạng kéo dài 10 ngày thiếu nước sinh hoạt ở Đà Nẵng, trong đó có 3 ngày bị cúp nước liên tục là do công ty cấp nước giảm công suất vì nguồn nước thô bị nhiễm mặn. Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, cựu phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng cho Đài Á Bay biết, ông là người được giao trách nhiệm soạn thảo bộ tiêu chí của thành phố Đà Nẵng ngay sau khi chính phủ ra quyết định sẽ phát triển Đà Nẵng thành thành phố đáng sống nhất sau năm 2030 và trình lên cho lãnh đạo Đà Nẵng hồi năm 2012. Tuy nhiên, bộ tiêu chí đầu tiên này đã không được chính quyền thành phố Đà Nẵng triển khai hay thực hiện. Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn cho biết thêm, đến năm 2018, chính quyền Đà Nẵng giao Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội soạn thảo một bộ tiêu chí cho thành phố Đà Nẵng. Và mặc dù tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn đã thôi việc ở cơ quan, nhưng ông vẫn được mời tham gia vào dự án soạn thảo mới này. Tham dự một hội thảo về quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 được tổ chức trong tháng 8, tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn ghi nhận ý kiến của giới chuyên gia. Trong cái cuộc hội thảo thì chúng tôi có nói rằng một số tiêu chí cứng, ví dụ như là ô nhiễm không khí, mật độ giao thông, mật độ cây xanh thì Đà Nẵng là có thể đạt được về vấn đề đó. Nhưng có những vấn đề mà bây giờ nó càng ngày tình hình nó càng xấu đi. Đó là tình hình an ninh chính trị, ví dụ như là tỷ lệ các kẻ thù phạm tội trên địa bàn Đà Nẵng gia tăng. Thứ hai nữa là một số cái vụ án có liên quan tới ma túy, có liên quan tới đánh bạc thì người ta phát hiện ra nhiều hơn. Các vụ án cắp vặt ở trên đường phố, những cái đấy là những cái mà 10 năm trước đây từ đó. Việc thứ hai là thành phố Đà Nẵng bây giờ thì nó bắt đầu rơi vào tình trạng kẹt xe do người dân người ta nhập cư ở đây ở đông. Mà so với một trước đây thì thành phố đặt ra mục tiêu là đến năm 2030 là Đà Nẵng phải có 2,2 triệu dân sống. Trong đó bây giờ cái mô hình là khoảng độ 1 triệu dân một chút. Và như vậy ấy, thì cái bài toán hạ tầng sẽ giải quyết không được. Cho nên tôi cho rằng đó là tình hình nó phải xấu đi. Thứ ba nữa là cái tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dân. Nó làm cho là thứ nhất là nước mặn nó xâm nhập sâu vào đất liền. Và Đà Nẵng đã không có một cái chính sách dài thôi để mà đảm bảo cả cái vấn đề về nước sinh hoạt cho người dân. Theo hai nghị quyết 43 và 147 về tầm nhìn, năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành thành phố toàn cầu có bản sắc riêng, đáng sống, đáng nhớ.
Thế nhưng cựu phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng, tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn còn nhấn mạnh rằng. Trong hội thảo vừa qua thì cũng có một số nhà nghiên cứu, thậm chí là có cựu quan chức của thành phố Đà Nẵng đã cho rằng Đà Nẵng đã phát triển cái chủ trọng cái bề nổi mà không chủ trọng cái bề sâu, cho nên là không giải quyết được các cái vấn đề căn bản đó và khiến cho là các cái tiêu chí mà xây dựng thành phố đáng sống là nó không còn được lạc quan như ban đầu. Và bản thân tôi người làm cái công việc này, tôi thấy đấy là một cái việc rất là khó. Phát triển theo bề nổi ở Đà Nẵng mà tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn vừa nhắc đến, được một số cư dân ở Đà Nẵng cho rằng đó là trào lưu của nhóm lợi ích tham nhũng quyền lực và đất đai trong quá trình quy hoạch và phát triển thành phố Đà Nẵng, khiến cho không ít người dân bỗng chốc trở thành nạn nhân không nhà cửa ngay trên thành phố đáng sống quê hương mình như ông Lý Việt Trung. Là nói là thành phố đáng sống thì tôi nghĩ đó là theo quan điểm của một số người. Họ có ăn chia, họ có những cái quyền lợi về đất đai, và họ thậm chí là cuộc sống họ đầy đủ. Những người mà không có liên quan nhưng mà cuộc sống đầy đủ thì họ thấy rằng thành phố Đà Nẵng có những con đường mới mở ra, rồi mở ra những đường ra biển, thì những người có tiền họ không có việc gì, họ không dính dáng với việc thu hồi đất, thì họ cho rằng cái đó là nó tốt đẹp hơn những thành phố khác. Nhưng thực chất mà nói thì thành phố Đà Nẵng phát triển đây nhờ bán đất, nhờ bán quỹ đất, lấy quỹ đất để làm hạ tầng. Nhưng mà trong đằng sau đó là những cái hội nhóm quyền lực lợi ích, nó thâu tóm tất cả cái đó và người dân thì càng khổ bởi vì người dân bị thu hồi đất. Trong những năm gần đây, với chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động, giới chức lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ngay cả Chủ tịch và Bí thư cũng bị kỷ luật. Tuy nhiên, vẫn chưa có một thống kê chính thức nào ghi nhận có bao nhiêu hoàn cảnh người dân Đà Nẵng bị liên lụy do quy hoạch của chính phủ. Cụ thể như trong trường hợp cả một xóm đạo giáo xứ Cồn Dầu bị xóa sổ vài năm về trước do chủ trương phát triển đô thị để đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống nhất tại Việt Nam. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối phần tin tức thời sự của chúng tôi. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào bản tin ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban, chân như cầu chúc quý vị có được nhiều niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.